Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin được kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Sống Vui của chúng tôi. Có lẽ là rất nhiều chị em nhận thấy ngay là mình ít nhất là cũng phải một hoặc hai lần trong đời đều đã từng bị viêm âm đạo. Bởi vì theo số lượng thống kê thì phải đến 90% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ đều đã từng bị viêm nhiễm âm đạo. Và có những người thậm chí còn bị tái đi tái lại nhiều lần. Nó gây ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng sống, tới cuộc sống, sinh hoạt của chị em phụ nữ. Và hôm nay với phần tham gia chia sẻ của chuyên gia, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để biết được nguyên nhân vì sao lại bị viêm âm đạo và chúng ta sẽ làm thế nào để điều trị. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Trần Văn Hùng. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Thảo Vân. Thưa chuyên gia, chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc trò chuyện mà chắc là rất nhiều chị em khán giả nữ đang theo dõi. Bởi vì quả thật họ rất quan tâm. Thì làm thế nào để chị em có thể nhận biết là mình đã bị viêm âm đạo? Nó có những cái biểu hiện gì ạ? Cái cơ quan sinh dục phụ nữ, chỗ mà nó tiếp xúc ra bên ngoài với môi trường, đấy chính là cái khoang âm đạo. Vì vậy, cho nên là cái việc viêm âm đạo nó gặp tương đối nhiều và gần như là chị em phụ nữ là ở trong đời thế nào cũng bị viêm một vài lần. Trước hết ý, trong cái âm đạo nó có cái dịch tiết và đấy người ta gọi là khí hư. Ở cái độ tuổi trưởng thành đã có quan hệ tình dục thì đương nhiên là nó phải có khí hư. Thì bình thường thì các cái dịch tiết ấy nó là do các cái tuyến sinh dục ở xung quanh cái vùng âm hộ âm đạo đấy chia tiết ra theo chu kỳ hoặc là theo cái thời điểm mà quan hệ tình dục. Nhưng còn đến lúc mà bị viêm, tự nhiên thấy tiết ra rất nhiều. Có người thì tiết ra độ 5-7 ngày hết, có người thì kéo dài hơn, thậm chí không ngừng được. Cái mùi của khí hư ấy, thì thường là bình thường ấy, nó là cái dịch tiết sinh học bình thường. Thế tự nhiên thấy cái mùi rất khó chịu, hôi, thế rồi là tanh hay là chua, đấy có những cái thay đổi như vậy. Nó có màu vàng, rồi có màu vón cục này, thế rồi là có màu trắng bọt vân vân. Thì thấy có cái thay đổi như vậy thì chị em nên sớm đi khám. Vậy thì thưa bác sĩ, viêm âm đạo thường là do những nguyên nhân nào gây nên? Thế bình thường thì trong âm đạo, môi trường âm đạo nó có một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái tức là nó có những cái vi khuẩn có lợi này. Thế rồi là nó có cái chúng tôi gọi là cái yếu tố tự bảo vệ. Thế vậy thì tại sao đến một mức lúc nào đấy nó lại gây thành bệnh được? Thứ nhất là cái nguồn bệnh nó xâm nhập vào quá nhiều, là đấy là do cái quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục mình cứ nói là nó không lành mạnh, vậy thì có nghĩa rằng cái mầm bệnh nó xâm nhập vào nhiều, cho nên là cái sức chống đỡ của bản thân cái người đấy không kịp. Cái lý do thứ hai là gì? Là hệ miễn dịch của cơ thể nó bị giảm. Thứ nhất là có thể cái người phụ nữ đấy mắc những cái bệnh nội khoa nặng đấy, ví dụ như lao rồi HIV này, có nghĩa là cái hệ miễn dịch nó giảm đi. Thế còn có thể trong những cái thời điểm mà sinh học sinh lý của phụ nữ ấy, nó thay đổi nội tiết, nó cũng làm cho cái hệ miễn dịch giảm, là một hệ sinh thái trong môi trường âm đạo nó giảm đi. Cái thời kỳ tiền mãn kinh hay là đã mãn kinh rồi. Nhưng phải hết sức lưu ý có một thời điểm nữa là như thế này, cái thời điểm mà có thai thì nó cũng thay đổi nội tiết và cũng thay đổi cái hệ miễn dịch, cho nên cũng rất dễ bị viêm âm đạo. Như vậy có thể thấy là rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng viêm âm đạo, đúng không ạ? Và cái hậu quả nó để lại sẽ là thế nào nếu như chúng ta không điều trị dứt điểm, cứ để nó kéo dài thì thậm chí thành mãn tính ạ? Sớm thì nó âm đạo, muộn nữa thì nó xâm nhập vào cổ tử cung và qua cổ tử cung nó sẽ xâm nhập tới vòi tử cung. Và muộn hơn nữa thì lại sâu vào nữa thì có thể nó sẽ gây ra những cái ổ viêm, rồi ổ áp xe ở trong tiểu khung. Cũng có những người thì nó rầm rộ, nó trở thành cấp tính mà không chịu đựng được khiến người ta phải đến bệnh viện. Nhưng cũng có những trường hợp thì nó chỉ âm ỉ, không để ý đến, là qua đi xong đến một đợt sau nó lại bắt đầu nó phát triển lên. Hậu quả đấy là viêm lộ tuyến cổ tử cung, thế rồi viêm tắc vòi tử cung. Nếu mà nhẹ thì có thể là vẫn có thai được, nhưng mà nó gây ra những cái biến cố về thai nghén. Nặng nữa thì nó gây ra tình trạng là khó có con. Nhưng có một thực tế thưa bác sĩ, đấy là cũng có những người rất chịu khó chữa. Người ta cũng đi bác sĩ, người ta cũng theo chỉ định rồi làm các cái việc này việc kia, nhưng
cái chuyện mà tái phát cái trường hợp viêm đạo cũng xảy ra nhiều lần. Vâng, tại sao lại có cái tình trạng như vậy ạ? Là vì tức là dùng thuốc không đủ liều này, không đủ ngày này, không đủ đúng loại thuốc này. Đấy, và sử dụng mấy ngày thấy đỡ, thôi không sử dụng nữa. Thế mà khỏi rồi. Thế nhưng thực tế những cái vi khuẩn đấy nó bị cái thuốc kháng sinh nó tác động, nó sẽ ngừng hoạt động chứ chưa nó chưa hết. Thì lập tức vi khuẩn nó sẽ tạo ra được cái men kháng thuốc. Cái lý do thứ hai là cái lý do tức là nó thay đổi về hệ sinh thái trong môi trường âm đạo. Có những người thì dùng mạnh quá, tức là nó làm cho chết hết các cái hệ vi khuẩn trong môi trường âm đạo. Đấy, thì nó làm cho các cái miễn dịch trong tại chỗ ở âm đạo nó không còn. Trong đó nó có thay đổi cái độ pH của âm đạo, rồi nó cũng tạo cho cái dễ viêm nhiễm, dễ tái phát trở lại. Vậy thì thưa bác sĩ, chúng ta có những biện pháp gì để có thể khắc phục được tình trạng này, giúp cho chị em phụ nữ đỡ khổ ạ? Theo tôi thì trước hết là phải làm sao là tái tạo lại cái sinh thái trong môi trường âm đạo. Cái yếu tố rất là có giá trị và gần như là cái chìa khóa để mà khắc phục ấy là nâng cao được cái hệ miễn dịch trong cơ thể người bệnh. Nó có cái sản phẩm Nữ Vương Lưu này mà chứa một cái chế phẩm gọi là Imogamma, được chiết xuất từ cái vỏ của cái vi khuẩn lactose. Cái vi khuẩn này là cái vi khuẩn cộng sinh có lợi trong cơ thể con người. Nó thường là thường trực trong hệ tiêu hóa và trong cái đường sinh dục của người phụ nữ. Sản phẩm Nữ Vương Lưu này phối hợp các cái thảo dược kháng sinh, khổ sâm này, diếp cá này, dây ký ninh này, hoàng bá này, rồi gần đây người ta cũng nhắc nhiều đến cái trinh nữ hoàng cung. Đấy là những cái loại thảo dược mà có tác dụng hợp đồng với kháng sinh tây y đấy, và nó làm cho liền vết thương nhanh hơn, để tái tạo lại những cái tổn thương trong cơ thể tốt hơn nhiều. Thế còn nó muốn khắc phục được cái tình trạng mà thay đổi cái pH âm đạo thì nó có những cái sản phẩm, tức là cái gel vệ sinh do nano bạc có tính kháng khuẩn rất cao, được kết hợp với các cái tinh dầu bạc hà, rồi tinh dầu trà xanh, nó bình ổn được cái độ pH trong âm đạo. Cái mức độ từ 4 đến 6 cái độ pH như vậy nó sẽ giữ cân bằng và nó tránh cái viêm nhiễm rất tốt. Vâng, thưa chuyên gia, như ở số hôm qua chuyên gia cũng đã nêu, khi đã bị viêm nhiễm âm đạo, chị em ngoài việc mà phải thực hiện theo đúng chỉ định của bác sĩ, tức là dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ, thì cũng nên sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ như là Nữ Vương Lưu để có thể là ngăn ngừa và tránh được hoàn toàn cái tình trạng tái phát. Nữ Vương Lưu tại sao lại có thể cắt đuôi được cái tình trạng này một cách thần kỳ như vậy? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Trong cái thành phần của sản phẩm này có những cái chế phẩm mà nó rất phù hợp để khắc phục cái tình trạng mà cái viêm âm đạo tái phát nhiều lần. Quan trọng nhất là Imogamma, được chiết xuất từ cái vỏ của vi khuẩn lactose trong đường ruột và trong cái đường sinh dục của phụ nữ, kích thích cho hệ miễn dịch của người bệnh tăng lên rất nhiều. Trong Nữ Vương Lưu ấy có những cái thành phần của các thảo dược kháng sinh rất tốt. Đấy, ví dụ như là hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh và cái thành phần của trinh nữ hoàng cung. Nó đều là những cái kháng sinh tự nhiên. Đấy là những cái vị thuốc mà đầu tay để điều trị phụ khoa từ xa xưa. Nó không bị kháng thuốc. Cái thứ hai là nó có tác dụng, mình còn gọi là tác dụng hợp đồng. Tức là nó tăng cái hiệu quả điều trị của thuốc Tây y. Và bên cạnh đó nó sẽ làm cho vấn đề là nó liền vết thương. Dạo này tôi lại bị ra nhiều khí hư, ngứa, lại còn có mùi hơi khó chịu nữa. Chắc lại bị... Ui giời, thế thì làm ăn được cái gì nữa? Mà khổ một cái là tôi lại bị y hệt lần trước, mà cứ đặt thuốc đỡ mấy ngày xong lại bị. Lần này lần thứ 5 rồi đấy. Khiếp! Người ta bảo là quá tam ba bận, mà bà đến lần thứ 5 á. Thế thì chắc là không đúng thầy đúng thuốc rồi. Thế khó chịu lắm ấy, mà không tập trung làm được cái việc gì cả. Bà nội cu bon thì lại đang đòi có thêm cháu nội. Bây giờ phải làm nào? Bây giờ nhá, tôi cho bà số điện thoại này rồi bà gọi điện xin tư vấn. Ừ, để tôi cho bà số nhá.
gọi luôn đi. Đây đây. Thế ạ? Ôi, tình trạng như này là không phải là trường hợp hiếm ạ. Ôi, vâng ạ, vâng ạ. Thành ơi, có cách rồi. Chuyên gia tư vấn tôi là cái bệnh của tôi ấy không chỉ đặt thuốc đâu. Đây đây, chờ tôi một tí. Đây đây. Tôi nên dùng thêm các sản phẩm thảo dược như là trinh nữ hoàng cung này, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá. Đều là những kháng sinh tự nhiên sẽ tránh được hiện tượng kháng và nhờn thuốc. Thêm vào đó là sản phẩm còn chứa imugama giúp tăng đề kháng này, cân bằng pH âm đạo, mang lại hệ miễn dịch tự nhiên cho vùng kín, khắc phục hậu quả do thuốc tây gây ra nữa đấy. Bà nói chưa đủ. Phải sử dụng bộ đôi vừa uống vừa gieo dung dịch vệ sinh. Như thế thì mới bye bye được em viêm nhiễm chứ. Sao bà lại biết? Bà quen chuyên gia đấy à? À thì thực ra là trước đây tôi cũng bị giống bà. Thế á? Thế là có gọi điện lên đấy xin tư vấn. Thấy chỗ này tư vấn rất là uy tín nên là tôi mới nhớ được cái số này để giới thiệu cho mọi người đấy. Vậy thì thưa bác sĩ, vậy thì cuối cùng trong cái vấn đề điều trị viêm âm đạo, chúng ta cần phải lưu tâm đến điều gì và sử dụng nữ vương lưu như thế nào để có thể đạt hiệu quả một cách tốt nhất? Đây là một cái sản phẩm nó có tác dụng hợp đồng với kháng sinh là một. Hai nữa là cái tác dụng mà nâng cao được cái hệ miễn dịch của cơ thể ấy, nó phải có thời gian chứ không phải cứ uống vào là nó nâng cao lên ngay. Vì vậy trước hết tôi phải lưu ý với chị em phụ nữ là như này, nếu đã sử dụng cái sản phẩm này, thứ nhất là phải kiên trì và phải tin tưởng. Vì vậy là phải sử dụng liều thuốc phải đủ liều, phải đúng liều thì nó mới có hiệu quả. Cái liều dùng của nữ vương lưu ấy thường là phải điều trị theo hai đợt, tức là đợt tấn công và đợt duy trì. Vậy thì tấn công tức là dùng 9 viên trong một ngày chia làm 3 lần, viêm mới thì có thể sử dụng trong vòng 1 tháng. Nhưng muộn hơn thì chúng ta phải có thể dùng kéo dài tới 2 tháng. Có nghĩa rằng cái liều tấn công nó phải kéo dài từ 1 đến 2 tháng mới có thể đạt được cái hiệu quả tốt của nó. Rồi sau khi đã điều trị hết một cái đợt đấy và kết hợp với thuốc tây, có nghĩa rằng cái viêm ấy đã được khắc phục. Thế bây giờ muốn không cho tái phát trở lại thì sẽ cố gắng phải điều trị cái đợt thứ hai, tức là đợt duy trì. Thì thường là phải dùng với một cái liều là từ 4 đến 6 viên trong một ngày, chia làm 2 lần trong ngày. Và cái thời gian uống ấy phải kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Tức là chúng ta phải kiên trì như vậy thì nó mới duy trì được cái hệ miễn dịch này, tránh được các cái xâm nhập của cái vi khuẩn bên ngoài vào, nó không tái phát trở lại được. Chúng ta nên có cái sản phẩm để vệ sinh bên ngoài, tức là cái nữ vương gel có cái thành phần là cái nano bạc, nó có cái khả năng sát khuẩn rất cao nhưng nó không hại đến cơ thể. Nó có cái tinh chất của dầu bạc hà này, rồi trà xanh này, thậm chí có cả cái chiết xuất của cây mít giữ cái mùi hương, thế rồi cái thành phần để nó duy trì độ pH, nó ổn định được độ pH của âm đạo. Đấy, cái tác dụng đấy cũng là một tác dụng cực kỳ mà có giá trị. Kính thưa quý vị, sau khi lắng nghe chia sẻ của chuyên gia qua cả hai phần hôm qua và hôm nay thì hy vọng rằng đến lúc này chị em phụ nữ chúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi mà chúng ta cũng đã có được những cái hiểu biết rõ nét hơn về nguyên nhân, về phương pháp điều trị và đặc biệt là làm thế nào để chúng ta không còn rơi vào tình trạng viêm nhiễm âm đạo kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng mãn tính. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Và như thường lệ, số điện thoại của chương trình 1900-1259 trong giờ hành chính và số điện thoại 0896-509-509 sẵn sàng chờ đợi cuộc gọi của quý vị. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị thông tin qua hộp thư sungkhoeacongbacsitivan.vn và qua trang web bacsitivan.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nếu chị em đang bị viêm âm đạo mãn tính kéo dài hoặc tái phát một vài lần dù đã được điều trị, thì hãy thực hiện theo lời khuyên của chuyên gia dưới đây để giúp tránh xa căn bệnh khó nói này. 1. Khám và điều trị bằng thuốc đặt thuốc uống để diệt tác nhân gây viêm theo đơn của bác sĩ. 2. Đồng thời sử dụng các sản phẩm chứa imugama kết hợp với các thảo dược như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh để giúp cân bằng pH âm đạo, kiểm soát dịch vùng kín, nhanh chóng làm lành tổn thương viêm, tăng cường sức đề kháng và nhờ đó tránh bị tái phát, bị mãn tính dài dẳng. 3. Vệ sinh vùng kín hàng ngày bằng gel vệ sinh phụ nữ có độ pH từ 4 đến 6 chứa nano bạc, tinh chất trẻ xanh, tinh dầu bạc hà, giúp pH vùng kín được cân bằng, ngăn ngừa viêm nhiễm, nấm ngứa và tạo cảm giác dễ chịu. Nữ vương lưu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng.